chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác về năm dấu hiệu sắp trúng số giúp tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, gánh lộc về nhà, đón vận may liên tiếp, đổi đời giàu nhanh chóng mặt, cuối năm ăn Tết cực to. Kính thưa quý cô bác anh chị và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 thân mến, cuộc sống là một cuộc hành trình khám phá đầy màu sắc và thử thách. Trên con đường đầy gian nan ấy, chúng ta sẽ gặp những cơn bão, những con đường gập ghềnh và những khúc quanh co khúc khuỷu. Nhưng chính trong những thử thách ấy, chúng ta cũng sẽ tìm thấy cơ hội và sức mạnh bất ngờ. Đôi khi những biến đổi và khó khăn chính là những cơ hội để ta mạnh mẽ hơn, tỏa sáng hơn. Giàu sang mà dễ, đời đã không ai nghèo khổ, hạnh phúc mà dễ, cuộc sống ai muốn đơn độc một mình. Chính vì sự chiến thắng nó không dễ có được, nên việc phải trả một cái giá tương xứng trong khả năng của bản thân cũng là điều dễ hiểu. Minh Đường Tử Vi hy vọng rằng quý cô bác anh chị sẽ thắng trong cuộc chiến của riêng mình, cuộc chiến mà không ai biết ngoài cô bác anh chị, dù cô bác anh chị là ai cũng mong chiến thắng. Và trong lá số tử vi ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất hoan hỷ được chia sẻ tới quý cô bác anh chị, tử vi tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, về dấu hiệu nhận biết bạn được trời thương Phật độ, vượt qua khổ ải, trúng số phát tài, đổi đời giàu to, cuối năm ăn Tết ấm no linh đình. Vậy xin mời quý cô bác anh chị hãy cùng chú ý theo dõi và chiêm nghiệm nhé. Quý Hợi sinh 1983 là người có khí chất, nhiệt tình, ngay thẳng. Họ cũng rất giỏi trong việc tháo gỡ những khúc mắc, sẵn sàng nhường nhịn người khác khi xảy ra mâu thuẫn. Có thể nói chân thành và tin cậy là hai tài sản đáng quý giá của Quý Hợi. Nữ mệnh Quý Hợi cũng rất thích trưng diện. Nam mệnh Quý Hợi thường là người không coi trọng vật chất, đôi khi họ không coi trọng cả tiền bạc. Chính vì điều này nên đôi khi ảnh hưởng đến tài lộc của họ. Không những tài lộc không mất đi mà lại ập về, nam mệnh có cơ hội kiếm được nhiều tiền, đường tiền tài mở rộng. Tuy nhiên, người nam mệnh Quý Hợi lại hay mất bình tĩnh, nên đôi khi ảnh hưởng đến tiền tài. Chỉ cần điều khiển cho cảm xúc của bản thân thì chắc chắn sẽ quá dữ đón lành. Mệnh chủ cần tu luyện tâm tính để khi làm việc thì tinh thần không bị ảnh hưởng bởi những tác động xung quanh và bản thân không bị lung lay trước những lời bàn ra tán vào của người khác nhé. Trong sự nghiệp của mình, nam mệnh Quý Hợi thường không có ai để phù trợ, tự tay dựng lên cơ đồ. Cho nên phải quyết định mọi thứ, đôi khi có hơi mệt mỏi, nhưng sau những vất vả đánh đổi thì thành công sẽ nhanh chóng đến tìm. Còn nữ mệnh Quý Hợi thường là người sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong một cuộc sống sung túc, đôi khi có người không may mắn. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì sau khi lấy chồng họ cũng được nhờ vả và sống một cuộc sống đầm ấm. Nữ Quý Hợi tính cách thường là người ôn hòa, rất biết thân biết phận, trong con đường sự nghiệp thì luôn được gia đình người thân phù trợ. Chính vì thế cuộc sống rất an nhàn, họ là người suy nghĩ khá đơn giản, nên ít hiếm khi thấy họ buồn rầu, là người khá rộng rãi, không bao giờ tính toán chi li hay keo kiệt, sống khá đẹp mà không bao giờ làm điều xấu xa sau lưng của người khác. Tuổi Quý Hợi khá hiền lành, họ rất biết nhẫn nhịn, không thích lừa gạt người khác, là người thông minh và ham học hỏi, có mưu trí và người nhanh nhẹn, khá tốt trong giao tiếp. Chính vì thế, họ có thể làm chuyện lớn, mọi thứ trong cuộc đời họ đều có kế hoạch, cũng như có thể sống yên vui. Luận giải tử vi tuổi Quý Hợi cho thấy, tiếp nối các khí từ tử vi Quý Hợi những tháng đầu năm, từ nay cho đến Tết 2024 âm lịch, mệnh chủ đón nhiều may mắn và có cả những kỳ vọng mang tính chất bùng nổ, có nhiều tác động tích cực của cục diện tam hợp, mà mọi phương diện sống đều có những bước tiến triển đáng kể. Công việc nhờ có tính cách cởi mở và thật thà, mệnh chủ nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Thậm chí có người còn có thiện cảm với bạn ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, các mối quan hệ xã giao rất hòa hảo, giúp bạn bắt tay và làm việc gì cũng hanh thông, không sợ không có người giúp đỡ. Thời điểm này bạn hoàn toàn có thể thử sức bản thân ở những lĩnh vực mới, vừa để tích lũy kiến thức kinh nghiệm, vừa tạo cơ hội để phát triển tiềm năng của bản thân. Tiền bạc, tình hình tài chính cũng có những dấu hiệu phát triển đáng mừng. Bạn biết giữ chữ tín, nhanh tạo được lòng tin với khách hàng, khiến quy mô làm ăn ngày càng mở rộng. Chính vì thế, hãy luôn nắm bắt xu thế của thị trường để vạch ra những đường hướng phát triển phù hợp. Và hãy tin rằng, với sự chăm chỉ và kiên trì, bạn hoàn toàn có thể gặt hái được nhiều thành tích đáng kể đó. Về chuyện tình cảm thì êm đềm, cục diện ngũ hành tương sinh xuất hiện tác động. Còn nếu độc thân bạn sẽ có những suy nghĩ lạc quan,
Nhờ thế mà bạn sẵn sàng tham gia vào các buổi giao lưu, gặp gỡ bạn bè, mở ra nhiều cơ hội tìm được người phù hợp. Với người đã lập gia đình thì vợ chồng bạn biết thông cảm, cổ vũ nhau tiến về phía trước. Về sức khỏe, do tác động của nhiều hung tinh nên sức khỏe mệnh chủ xảy ra không ít vấn đề. Lúc này bạn cần chú trọng đến phương diện này nhiều hơn nhé. Cần thiết nhất là chú trọng khâu đi đứng để tránh da quẹt bất ngờ. Dựa trên mối tương quan giữa can chi ngũ hành của mệnh chủ và lưu niên năm Quý Mão, đồng thời xét tác động nặng nhẹ của hệ thống sao chiếu mệnh mà đưa ra những dự báo trong vận trình xuyên suốt từ nay cho đến Tết 2024 âm lịch của Quý Hợi 1983 trên các phương diện khác nhau, cụ thể như sau. Đầu tiên là về phương diện sự nghiệp. Được dự báo sự nghiệp của Quý Hợi sẽ đạt được những bước tiến nhanh chóng từ nay cho đến Tết 2024 âm lịch này. Một phần là nhờ sự ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp, nhưng phần lớn là do sự quyết tâm và chăm chỉ của bạn tạo thành đó. Năm nay mệnh chủ xây dựng các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp. Thời gian này bạn đối xử với mọi người một cách chân thành và cởi mở. Nhờ vậy mà đi đến đâu bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người. Thậm chí là những khó khăn, thử thách có xuất hiện thì cũng chẳng còn quá đáng sợ như trước. Đây cũng là thời điểm thích hợp để mệnh chủ học thêm những lĩnh vực mới mẻ hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới. Có thể là quá trình khởi đầu bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, nhưng chỉ cần bình tĩnh đối diện bạn sẽ làm quen được và bắt guồng vào guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Với người làm lãnh đạo, bạn tin tưởng vào những quan điểm và định hướng của bản thân nên dẫn dắt tập thể làm theo ý của mình. Sự quyết đoán của mệnh chủ giúp tập thể có những bước phát triển thuận lợi, thậm chí là người dẫn đầu cho một xu hướng nào đó. Tất nhiên trong thời gian này, không chỉ toàn những điều thuận lợi, mà ngũ quỷ và kiếp tài ẩn tàng là dấu hiệu cho thấy quanh bạn vẫn có những kẻ hẹp hòi, đố kỵ với những thành công mà bạn gặt hái được, từ đó kiếm cớ gây chuyện, hạ thấp uy tín của bạn. Chính vì thế, lúc này bạn cần bình tĩnh ứng phó, chớ nên để cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành động của mình nhé. Tiếp theo là về phương diện tài lộc. Quý Hợi có thể chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui trong vận trình tài lộc ở thời điểm cuối năm gần Tết 2024 âm lịch này. Do cục diện tam hợp giúp sức, chính vì thế bạn sẽ tìm được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân của mình, từ đó thu được những kết quả xứng đáng với mình. Còn người làm công ăn lương thì những thành tích liên tiếp trong sự nghiệp giúp bạn luôn nhận được những khoản thưởng hậu hĩnh, thậm chí có người còn được đề xuất thăng chức tăng lương, giúp nguồn tiền ngày càng trở nên vững vàng hơn. Trong khi người làm ăn kinh doanh cũng giữ được chữ tín của mình nên được nhiều khách hàng tin tưởng và quay lại hợp tác mua hàng. Mệnh chủ lúc này nên chú ý tìm hiểu biến động của thị trường nhé, và nắm chắc thời cơ để mở rộng mạng lưới quy mô làm ăn của mình. Để kiếm được một khoản tiền kha khá về túi thì mệnh chủ cũng sẽ phải khá vất vả, song vì bạn luôn có động lực nên chẳng ngại khó khăn. Có một vài người quyết đoán còn có thể trở thành người lãnh đạo, người dẫn đầu trào lưu, khiến đồng tiền đổ về túi nhanh chóng hơn hẳn mọi người. Tuy nhiên, dù làm ăn thuận lợi thế nào thì bạn cũng cần phải luôn chú ý đến tác động xấu của hung tinh ngũ quỷ. Có thể kẻ xấu đang ngấm ngầm tìm cách hãm hại bạn đến lúc bạn sơ suất thiếu tập trung. Chính vì thế, khi ký kết hợp đồng giấy tờ, bạn cần kiểm tra kỹ các thông tin để tránh rắc rối về sau. Ngoài ra, mệnh chủ cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, lao động quá sức hoặc vi phạm luật giao thông, kẻo dễ gây tổn hại cho cơ thể nhé. Tiếp theo là về phương diện tình cảm, gia đạo. Vận trình tình duyên của Quý Hợi xuất hiện nhiều điểm sáng, bạn có nhiều cơ hội đón nhận hạnh phúc. Chính vì thế, bạn hãy mở cánh cửa trái tim, đừng tự nhốt bản thân trong thế giới riêng mãi. Với người độc thân, ngũ hành tương sinh xuất hiện tác động, giúp bạn có những suy nghĩ cởi mở và lạc quan hơn về chuyện tình cảm. Bạn sẵn sàng tham gia vào các buổi giao lưu, gặp gỡ và nhiệt tình trò chuyện với mọi người xung quanh. Có thể thông qua những buổi gặp gỡ này, chắc chắn bạn sẽ chinh phục được ai đó bởi những nét độc đáo trong tính cách của mình. Khi có ai đó bày tỏ thiện cảm với bạn lúc này, bạn hãy gạt bỏ những trăn trở và băn khoăn để có thể cho đối phương một cơ hội nhé. Thông qua quá trình trò chuyện trái tim, bạn sẽ tự đưa ra được câu trả lời chính xác nhất cho mối quan hệ tương lai. Với những ai đã có đôi có cặp thì bạn và người ấy ngày một thấu hiểu cho nhau, những mâu thuẫn nhỏ nhặt
Vì thế không làm hai người buồn bực, mà lại chính là cơ hội để đôi bên bao dung và quý trọng nhau hơn. Có người ấy ở bên cạnh bầu bạn và sẻ chia, bạn cũng có thêm động lực để đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Từ nay cho đến Tết 2024 âm lịch, nếu có thời gian rảnh rỗi, đôi bên có thể tìm cách hâm nóng tình cảm trong những kỷ niệm đẹp đẽ cho nhau nhé. Đó chính là chất keo gắn kết mối quan hệ hai người thêm bền chặt. Tiếp theo là về phương diện sức khỏe. Đáng tiếc là tình hình sức khỏe của Quý Hợi lại không quá lạc quan trong thời điểm này, đa phần do chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ. Chính vì thế, bạn cũng cần hết sức giữ gìn, nếu không dễ vướng vào những hậu quả đáng tiếc. Dù công việc có bận rộn đến mấy, bạn cũng cần nghỉ ngơi đúng giờ, tránh bỏ bữa hoặc ngồi một chỗ quá lâu, bởi như vậy dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc dạ dày. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, bạn cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo nhé. Tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức, dễ dẫn đến tai nạn không đáng có, gây tổn hại cho sức khỏe. Tốt nhất bạn hãy sắp xếp thời gian biểu hợp lý, để cơ thể không phải làm việc quá sức. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng nên chọn hình thức rèn luyện thể dục thể thao phù hợp với thể trạng của mình. Và sau đây là vận trình tử vi từng tháng, cũng như cẩm nang dưỡng vận dành riêng cho Quý Hợi 1983, từ nay đến Tết 2024 âm lịch. Đầu tiên là luận giải tử vi tháng 11 âm lịch 2023. Tháng 11 âm lịch này, phương diện công danh sự nghiệp của Quý Hợi được dự báo là có nhiều điều hanh thông và thuận lợi hơn hẳn. Tất cả đều là nhờ cục diện tam hợp mang tới. Tam hợp thái tuế xuất hiện trong tử vi tháng mới của tuổi Quý Hợi, mang tới sự hậu thuẫn vô cùng lớn cho mệnh chủ. Chính vì thế, sẽ có nhiều sự tiến triển vượt bậc, gặt hái nhiều thành tựu dễ dàng. Với tư duy logic của mệnh chủ ngày càng nhạy bén, làm việc có kế hoạch cụ thể, không còn tình trạng công việc dồn đống. Trái lại, xử lý việc nào ra việc ấy, mệnh chủ thể hiện được khả năng sắp xếp và quản lý công việc tài tình của mình. Cũng nhờ có tính tình lạc quan, vui vẻ mà bạn dễ tìm được cảm hứng trong công việc và sẵn sàng đối diện với mọi thử thách đặt ra trong thời điểm này. Tinh thần làm việc vì thế rất hăng say và có trách nhiệm, giúp cho bạn dễ dàng giành được sự tín nhiệm từ cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp. Nhờ vậy bạn có thể được cất nhắc lên một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Không chỉ vậy, tam hợp còn giúp mệnh chủ xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác, cho nên cũng được người khác giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thêm vào đó là bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, có được những hướng phát triển mới trong sự nghiệp. Nhìn chung, tháng này mệnh chủ dù làm việc lớn hay nhỏ đều có được thành công bước đầu. Mọi nỗ lực cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên cũng vì có lợi thế hơn người, cho nên đôi lúc suy nghĩ và hành động của bạn có phần thái quá, khó tiết chế cảm xúc. Đây cũng là rào cản duy nhất ngăn bạn tiến đến với thành công lớn hơn. Trên thực tế, may mắn chỉ đóng góp một phần nhỏ, còn yếu tố thành bại vẫn nằm ở chính bản thân mệnh chủ. Vì thế nên hành sự thận trọng, khiêm tốn, chớ tỏ thái độ ngạo mạn hay coi thường người khác một cách quá lộ liễu, kẻo sẽ giúp họa vào thân. Nguyệt lệnh lâm thai xuất hiện cũng cho thấy các công việc ở tình trạng tắc nghẽn cũng được thúc đẩy tiến trình nhanh hơn. Hứa hẹn ngày triển khai sẽ rất thuận lợi. Dù vậy bạn cũng không nên rời xa thực tế, suy nghĩ quá mức lý tưởng mà không căn cứ vào thực tiễn. Tử vi tài lộc tháng 11 âm lịch của Quý Hợi còn cho thấy rằng mệnh chủ cũng có nhiều điểm sáng, thu nhập ngày càng tăng, tài vận hanh thông, cơ hội làm ăn hợp tác đầu tư lớn càng nhiều. Cũng nhờ vậy cuộc sống của bạn được đảm bảo hơn trước. Báo hiệu tháng mới mở ra khá nhiều nguồn thu bất ngờ cho Quý Hợi. Bạn càng mạnh dạn kinh doanh đầu tư thì càng dễ sinh lời lãi. Tất nhiên kèm theo đó sẽ là cạnh tranh khá lớn, song bạn làm tới đâu chắc tới đó, bỏ túi không ít tiền của. Các khí khởi dượng còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác làm ăn. Chính vì thế Quý Hợi cũng có thể tìm được những mối khách hàng, đối tác đáng tin cậy. Bạn có những mối đầu tư đem lại lợi nhuận lớn, nắm giữ vị thế không nhỏ trên thị trường. Đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt quan trọng đến trong tháng thì Quý Hợi cần phải tỉnh táo để phán đoán tình hình chính xác. Chỉ cần bạn luôn cẩn thận trong bất cứ quyết định nào và không chịu lùi bước, khi vướng phải khó khăn thì phần thắng sẽ thuộc về phía bạn đó. Theo phi tinh tháng thì sao Bát Bạch chủ về tài khí trong tháng này xuất hiện ở phương Tây Bắc trong nhà,
Nơi đây được coi là khu vực sinh tài dưỡng vận, ảnh hưởng tới đường tài lộc của gia chủ và cả gia đình. Cho nên bạn muốn việc làm ăn thêm phần thuận lợi thì bạn cần chú ý đến phương vị Tây Bắc trong nhà nhé. Hãy luôn giữ cho khu vực này được gọn gàng, sạch sẽ. Nếu cửa chính, phòng ngủ, phòng làm việc vừa khéo ở phía Tây Bắc thì gia chủ có thể đặt thêm tấm thảm màu đỏ hay màu tím ở trước cửa đó. Bước sang tháng 11 âm lịch, nhân duyên của Quý Hợi khởi dượng, vận đào hoa tăng tiến nhanh chóng nhờ tam hợp nhập mệnh, nên nhân duyên khác giới của người độc thân khá dượng. Chính vì thế bạn đi đâu cũng được mọi người chào đón. Nhân cơ hội này bạn nên chủ động mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp khá nhiều, quan trọng là bạn biết nắm bắt hay không thôi. Tuy nhiên, đào hoa dượng chỉ có lợi cho người độc thân, còn với những ai đã có đôi có cặp cần hết sức cẩn trọng, kiểm soát cảm xúc của mình để tránh gây rắc rối. Mọi hành động, lời nói của bạn phải có chừng mực, tránh gây hiểu nhầm hoặc hành xử theo cảm tính để rồi phải hối hận về sau. Các cặp vợ chồng ít mâu thuẫn, con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, nguyệt lệnh lâm thai còn báo hiệu. Một số cặp đôi có thể đón tin vui bầu bí, gia đình vì thế đón thêm thành viên mới sẽ càng thêm gắn kết và ngập tràn nụ cười. Phương diện sức khỏe của Quý Hợi trong tháng nhìn chung bình ổn, ít ốm đau bệnh tật. Vì vậy tháng này nguyệt lệnh thai ở Quý Hợi, ngũ ý thể trạng vẫn còn non nớt, yếu ớt. Chính vì thế bạn không nên lơ là, sao nhãn việc dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe. Dù bận rộn tới đâu thì bạn cũng cần dành thời gian để tập luyện thể thao, chăm chỉ thì sẽ đẩy lùi được bệnh tật. Đặc biệt tháng này có hung tinh Bạch Hổ xuất hiện, mang theo điềm báo xui xẻo, sự cố bất ngờ. Mệnh chủ vẫn nên chú ý khi di chuyển hay khi làm việc nặng để tránh những rủi ro không đáng có. Cẩm nang dượng vận, quý nhân là mùi và mão, tiểu nhân là tỵ và tuất. Màu sắc may mắn là hồng và vàng. Con số phát lộc là số 67 và số 32. Tiếp theo, luận giải tử vi tháng 12 giáp Tết 2024 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 âm của tuổi Quý Hợi, nguyệt lệnh dịch chuyển sang đất Lâm Quan, Quý Hợi sẽ có được những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp. Đây là thành quả có được nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn, song cũng không thể phủ nhận, nhờ sự nâng đỡ tương trợ của quý nhân, Lâm Quan có quý nhân chỉ lối soi đường, cho nên bạn có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức trên chặng đường phía trước của mình. Mệnh chủ có thể chuẩn bị sẵn sàng với mọi phương án có thể xảy ra. Nhờ sự lo lắng ấy mà giảm thiểu được khá nhiều khó khăn, trở ngại, cũng giảm bớt sai lầm không đáng có. Tuy nhiên, mệnh chủ cần nhớ rằng phải giữ cho mình khiêm tốn, chớ thấy thành công đến quá nhanh mà khoe khoang hay là tự phụ mất cảnh giác trước những tình huống xấu. Xét về tài vận 12 tháng âm lịch này, Quý Hợi biết quản lý tài chính nên mức thu nhập có thể không quá lớn, nhưng vận đủ để rủng rỉnh chi tiêu, có tài vẫn ổn định, nên những chú heo có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Hơn thế nữa, mệnh chủ lại chăm chỉ cần cù, cho nên cũng được trời thương, làm ăn buôn bán không đến nỗi nào, đồng ra đồng vào là chuyện dễ dàng. Có điều lịch vạn niên nhắc nhở, mệnh chủ hãy giảm bớt thói phù phiếm của mình nhé, vì thời điểm hiện tại điều này sẽ rất bất lợi cho bạn đó. Dù thế nào đi nữa thì bạn cũng hãy yên tâm, vì bạn là một trong những con giáp có nhiều tháng may mắn nhất trong năm 2023 và còn nhiều thời gian để tăng tốc, thoải mái cho vận trình của chính mình. Chuyện tình cảm của người cầm tinh con heo trong tháng này không có nhiều biến động, nguyệt lệnh Lâm Quan xuất hiện. Chính vì thế bạn cân bằng được tình cảm và lý trí, không để cho cảm xúc lấn át hết cả. Sức khỏe của Quý Hợi tháng này cũng khá tốt, không có vấn đề gì lớn phải lo lắng. Hãy chăm tập thể dục thể thao để duy trì thể trạng tốt nhất cho mình nhé. Hãy ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe bền lâu. Cẩm nang dượng vận, quý nhân là Dậu và Tỵ, tiểu nhân là Ngọ và Thìn. Màu sắc may mắn là trắng và đen. Con số phát lộc là số 84 và số 96. Quý cô bác anh chị thân mến, con người sinh ra ai cũng mang trong mình bản tính lương thiện, chỉ có điều theo thời gian, nó đã bị lưu mờ bởi những phong trần nơi thế tục. Muốn xử tâm lẫn thân này thì bạn hãy tu dưỡng bản thân, cũng chính là gieo thiện duyên với Phật. Chúng ta như những hòn ngọc quý nằm trong đá, nếu mà không mài không thể phát sáng được. Bạn có thể tự mình tôi luyện để một ngày nào đó có thể phát sáng như những viên ngọc quý. Tự rèn luyện bản thân cũng chính là tự gieo duyên với Phật, chờ đợi Phật ân. Và sau đây là những điều chứng minh bạn
là người có duyên với Phật, được Phật trời che chở và ưu ái. 1. Là dứt bỏ dục vọng xấu. Chính là Phật duyên, chính là giảm bớt đi những dục vọng quá đà trong kinh Phật. Nói chưa đoạn đức tự ngã tình ái thì khó nhập cảnh giới thuần tịnh. Tất cả những đau khổ của con người đều do việc theo đuổi những sai trái mà thành sự cố chấp của ngày hôm nay, có thể tạo thành sự hối hận của ngày hôm sau. Nếu như bạn không tự đem lại phiền não cho chính bạn thì người khác cũng chẳng bao giờ đem lại phiền não cho bạn. Mọi thứ đều là vì nội tâm của bạn không dứt bỏ được cái dục vọng xấu. Có thể buông bỏ được dục vọng xấu, đó cũng chính là có duyên với Phật đó. 2. Là đối diện với cuộc sống một cách bình hòa, chính là Phật duyên. Phật duyên chính là một loại tâm cảnh bình hòa. Tư tưởng của con người rất không ổn định, nó rất dễ bị dẫn dụ, nhất là những cám dỗ kỳ lạ càng dễ làm người ta mất phương hướng. Rất nhiều người trong tâm muốn chiếm hữu thì khó có được khoảnh khắc thanh nhàn, không những mất đi niềm vui trong cuộc sống mà còn đem lại cho cuộc sống sự căng thẳng và phiền não. Phật dạy chúng ta biết cách dùng tâm tĩnh lặng để nhìn nhận cuộc sống được và mất, làm cho thuộc tính bộc lộ một cách tự nhiên bình hòa, đối diện với cuộc sống, đó chính là có duyên với Phật. 3. Là biết chờ đợi chính là Phật duyên. Lúc cơ duyên ở tại nhân gian đã thành Phật, duyên sẽ tự nhiên đến bên chúng ta. Chưa có duyên không có nghĩa là không bao giờ có duyên. Mỗi người đều có Phật tính, ai cũng có tâm tu Phật, biết ơn hoàn cảnh xung quanh, cho dù là nghịch cảnh, biết chờ đợi Phật duyên tới cũng chính là có duyên với Phật. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý khán giả sẽ chuẩn bị đón một năm mới nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý khán giả đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý khán giả luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.